Xin chào các bạn trở lại kênh Việt VTV Lốc nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại đền Thánh Liễu Đề, nơi mà chiều nay và sáng mai sẽ diễn ra cái đại lễ kính lòng Chúa Thương Xót tại đền Thánh Liễu Đề giáo phận Bùi Chu năm 2021. Công tác chuẩn bị gần như là đã được hoàn thiện đấy các bạn. Thì chiều nay anh em tôi sẽ chuẩn bị cho buổi live stream. Trận máy các thứ đã chuẩn bị hết rồi nhưng hôm nay trời mưa lắm, không biết nó như thế nào. Máy móc thì đây, đây sẽ là bàn truyền thông này các bạn. Trời mưa quá, anh em phải coi như là đậy hết áo mưa, máy móc. Còn đây là dưới này là giấy, là những cái dây rợ nha các bạn nhé. Không biết càng chiều trời càng mưa to. Cái chiều hôm nay rước lễ thì người ta sẽ làm cái kiệu đây. Đây là kiệu lòng Chúa thương xót rồi các bạn. Mình sẽ quay qua qua một chút cho mọi người coi cái không khí chuẩn bị. Hiện tại nhà thờ rất là vắng. Anh em mình cũng vừa ăn trưa xong. Thế anh em coi như vừa nãy mới ăn xong và đang uống nước, mình đi ra trước để trông cái máy các bạn. Máy không có ai coi nguy hiểm lắm. Đây chính là cái bục dành cho các cha lạy Chúa Giêsu, con tín thác lời, con tín thác vào Chúa. Rất là đẹp luôn. Còn đây toàn bộ cái khung ở bên dưới cho các bạn nhé. Kìa, một người anh em nữa cũng đã đến rồi. Sạc pin đi đông ạ, sạc pin vào. Ủa, chiều không có cái quay đâu. Tí nữa anh em sẽ ra bàn kế hoạch quay như thế nào rồi test lại cái máy một lần nữa. Cho đóng máy chờ đúng giờ khai mạc thì anh em sẽ coi như là chiến đấu. Hiện tại bây giờ đây là trước giờ khai mạc buổi trưa ngày mùng 10. Buổi trưa thì trong nhà thờ rất là vắng, không có ai. Hôm nay thì được chú trưởng ban truyền thông hạt Lũ Đề mời ăn cơm. Anh em làm xong test thử rồi ăn bữa cơm, bây giờ đi ra trông máy. Đó. Nói chung đây là hoa rất là đẹp luôn. Quay cho mọi người coi chút. Không biết là hôm nay mình có thể nào làm mà live stream được không? Bởi vì rất là nhiều luồng các bạn, mà mạng đây thì rất là yếu. Live stream bằng hai luồng YouTube thì sợ mạng nó bị giật. YouTube thì nó lặng, nó không như Facebook. Facebook thì còn có thể chia sẻ được cái. Đấy, rất là đẹp, mọi thứ rất là lộng lẫy rồi. Chỉ chờ đến giờ coi như là khai mạc thôi. Các trần máy xếp đầy đủ hết rồi. Mình đi quay loanh quanh cho mọi người coi chút. Còn đây chính là Thánh Tô-ma, Tô-ma dụ tử đạo. Còn bên chính này, bên này chính là tượng đài của Thánh Su Xe. À, chắc cha vừa đi đâu về. Trời nó nắng một chút thì hình ảnh nó sẽ rất là đẹp hơn. Trời nó mưa phùn này ấm u lắm.
máy cũng không thể là di chuyển được, sợ nó mưa. Và máy móc đổ điện tử các bạn biết là ra trời mưa thì nó rất là dễ bị ống kính, nó rất dễ bị ẩm, nó mờ lắm, nhìn nó không được được rõ ràng. Đây chính là bàn âm thanh, ở bên kia chính là ca đoàn, bục ca đoàn cũng rất là rộng rãi. Đây chính là ban âm thanh. Do không có chương trình âm nhạc nên chúng ta cũng thể, cho nên là không có ban ánh sáng. Nó ca nhạc hôm nay chắc là đền thánh Đại Đồng tối nay có ấy đấy các bạn, có ca nhạc. À xin lỗi các bạn, đền thánh Bát Trạch bên Thái Bình. Họ kỷ niệm 300 năm ngày thành lập. Nghe đâu là tối nay có ca nhạc vui lắm. Còn đây chính là bộ livestream của anh em. Phụ trách chính là Trần Văn Quang. Phụ tá là Nguyễn Văn Đông. Người đi làm cùng vlog với mình các bạn. Đông chào anh em cái nào. Kênh của anh VTV về nóc nha. Biết nhà thờ người ta mở không? Nhà thờ mở đi vào chút. Nhà thờ trong đền thánh Liễu Đề này là một trong những nhà thờ rất là cổ kính. Trời mưa quá mọi người ạ. Đông đứng đấy nhá. Coi cái hộ anh cái túi nhá, túi trong có máy đấy. Máy quay đấy. Bảo nó nhắc đi cái là xong xong phim luôn đấy. Tại vì quay cái đèn, quay cái chương trình lễ to này rất là nhiều người, người ta cũng muốn coi. Hiện tại hình như đóng hết cửa rồi các bạn, đóng cửa. Sang bên này không biết họ có mở cửa không. Ngoài thì không đi được rồi. Cố gắng truyền tải thông tin đến các anh em một cách nhanh nhất. À, có mở cửa đây. Mặt trời tối lắm. Đây chính là không gian bên trong. Thì đền thánh Liễu Đề này là một trong những nhà thờ rất là cổ kính. Mình quay một chút cho mọi người có thể theo dõi nhé. Kiến trúc truyền thống của Việt Nam mình nhé các bạn. Hai bên này chúng ta thấy rằng là mỗi bên có hai hàng cột gỗ rất là to. Ở trên mái đấy, các kèo cột thì được chạm khắc và sơn son thiếp vàng rất là đẹp. Chính giữa thì chúng ta thấy có tượng Lòng Chúa Thương Xót. Các bạn tại theo dõi. Đây chính là bên trên của gian cung thánh nha mọi người nhé. Chỗ này dành cho ca đoàn. Mình quay qua một chút cho mọi người có thể có cái nhìn là một cái nhìn là sơ qua về đền thánh Liễu Đề trước giờ khai mạc đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
Hy vọng là cái hình ảnh hơi tối một chút, nhưng mà tôi nghĩ rằng con này quay cũng khá là tốt, đưa cho các bạn những cái hình ảnh tốt nhất. Bây giờ mình ra nhé. Ông bầu đến rồi. Thôi mình kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Một cái là cha nó không hưởng. Không, ông bầu